10 năm qua, cứ khi nào bóng đá trẻ Việt Nam gặp khó khăn, cái tên Hoàng Anh Tuấn lại được nhắc đến. Xuất phát điểm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không phải một nhà cầm quân chuyên làm bóng đá trẻ. Ngược lại, những người theo dõi V-League giai đoạn những năm 2010 nhớ đến ông như một huấn luyện viên thuộc cấp độ câu lạc bộ chuyên nghiệp đầy tiềm năng. Ở tuổi 40, cá tính trong cách huấn luyện của Hoàng Anh Tuấn tạo nên một tập thể Khánh Hòa đầy khó chịu. Dù không thuộc diện câu lạc bộ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn Con, biệt danh mà mọi người hay nói với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Khánh Hòa trải qua nhiều mùa giải liên tiếp không xuống hạng. Tại V-League năm 2010, đội bóng phố biển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thậm chí còn đứng thứ tư chung cuộc với điểm số chỉ cách nhà vô địch Hà Nội FC khi đó đúng bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, giai đoạn tươi đẹp với Khánh Hòa của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau đó khép lại vào mùa hè 2012 khi đội bóng quê hương ông được chuyển giao cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ở thời điểm lúc bấy giờ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thay thế cho ông Phan Thanh Hùng. Nhưng một số sự cố xảy ra, vị chiến lược gia sinh năm 1968 sau cùng không thể trở thành nhà cầm quân của những chiến binh sao vàng. Việc dẫn dắt Hải Phòng cũng diễn ra không như nguyện vọng của ông Hoàng Anh Tuấn. Sau cùng vào năm 2015, vị huấn luyện viên này quyết định thử sức mình với bóng đá trẻ. Khởi điểm ban đầu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính là dẫn dắt U19 Việt Nam thời hậu Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Đó là một giai đoạn đầy thử thách. Từ chỗ một huấn luyện viên thuộc cấp câu lạc bộ chuyên nghiệp, ông Hoàng Anh Tuấn chuyển mình dẫn dắt một đội tuyển trẻ quốc gia. Những học trò mà nhà cầm quân họ Hoàng dẫn dắt mới chỉ diện tiềm năng về chuyên môn. Cách nhìn nhận về cuộc sống, nếp sinh hoạt cho đến tâm sinh lý đều chưa thể ổn định như những cầu thủ chuyên nghiệp mà trước đây huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm việc. Thêm vào đó, U19 Việt Nam ở thời điểm đó bị đánh giá là một tập thể vô danh. Sau hiệu ứng cực lớn mang tên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn của những năm 2013 và 2014, người hâm mộ chẳng còn quan tâm thế hệ đàn em của mình có điều gì đặc biệt. Thậm chí, với những cổ động viên quan tâm, những ánh nhìn xét nét cùng áp lực là thứ dồn vào thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Trong một thử thách khó từ trong ra ngoài ấy, bằng phương pháp huấn luyện cầu thủ trẻ, ông Hoàng Anh Tuấn từng bước gạn lọc những cầu thủ tuổi 18, 19 có năng lực nhất, cầu tiến nhất và ý thức nhất. Thông qua 49 trận đấu kéo dài 2 năm, trải qua nhiều khó khăn ở cấp độ giải Đông Nam Á và thậm chí là tiếc nuối gạch bỏ một số cầu thủ có thực lực nhưng thiếu khát khao, ông Hoàng Anh Tuấn đã tạo nên chiến tích ấn tượng mà đến giờ vẫn là riêng, là duy nhất. Đó là tấm vé dự U20 World Cup 2017. Quan trọng hơn, lứa cầu thủ Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Trinh được bước ra ánh sáng, họ vượt qua được cái bóng của thế hệ đàn anh và đóng góp vô cùng lớn lao vào những chiến tích của giai đoạn 2018-2023. Song song với đó, ông Hoàng Anh Tuấn cũng định hình được thương hiệu bản thân với vị thế một chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ, đặc biệt là tại cấp độ các đội tuyển quốc gia. Những năm tháng sau đó, chứng kiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cứ tiếp nhận, chăm bẵm từng thế hệ cầu thủ trẻ thuộc đội U16, U19, U20. Với tôi, điều quan trọng nhất trong việc huấn luyện bóng đá trẻ chính là đào tạo ra những gương mặt chất lượng phục vụ cho đội tuyển quốc gia sau này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tâm niệm. Câu chuyện dẫn dắt U19 Việt Nam mà chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho là dũng cảm chỉ là khởi đầu cho những thử thách dành cho nhà cầm quân sinh năm 1968 này. Bởi cứ khi nào đội tuyển trẻ gặp khó khăn, cái tên Hoàng Anh Tuấn lại được nhắc tới. Chẳng nói đâu xa, ngay hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại là người đứng ra đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam thay thế cho người tiền nhiệm Philippe Chuzier. Thực tế mà nói, không nhiều huấn luyện viên nhận vị trí ấy ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam vừa trải qua thất bại nặng nề ở vòng loại World Cup và ông Chuzier bị sa thải, tất cả đều nhìn vào người tạm quyền tại U23 Việt Nam bằng một sự hoài nghi. Nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết định đồng ý đồng hành với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ông sớm lường trước được ngoài áp lực từ người hâm mộ, hàng tá công việc trong nội tại điều hành U23 Việt Nam sẽ đến với mình ngay sau cái gật đầu thay ông Chuzier. Nhân sự cầu thủ, trợ lý đồng hành, thủ tục di chuyển, kế hoạch tập luyện, mọi thứ đều lập tức dồn lên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhưng dẫu sao suốt một thập kỷ qua, ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã quá quen với bóng đá trẻ Việt Nam với cách diễn ra lúc thăng lúc trầm như vậy. Vốn là một chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ được định hình ngày càng rõ rệt, ông Tuấn Con đã sẵn sàng bắt tay vào một ca khó.